Sau khi thất trận ở cửa Cần Giờ, Nguyễn Ánh đã buông đào ra Côn Đảo. Ra Côn Đảo, Nguyễn Ánh có mang theo khoảng 100 gia đình thuộc hạ và lập nên ba làng. Làng có ống thì bên sân bay, ngay trước tại vị trí này gọi là làng An Hải, trong đây còn có làng An Hội. Cùng chuyến đi với chú Nguyễn Ánh còn có bà Thứ Phi rất là trẻ tên là Hoàng Phi Yến và tên tục là Lê Thị Râm và Hoàng Tử Cải hay gọi là Hoàng Tử Hội An, con của bà. Vì nhiều lần thua trận với quân Tây Sơn, ra đến Côn Đảo, Nguyễn Ánh có ý định là trao ấn tín cùng với Hoàng Tử Cải, tháp tùng cùng linh mục Bá Đa Lộc sang Pháp cầu nguyện Pháp đánh lại quân Tây Sơn. Bà Phi Yến bà nghe được, bà có ý cản ngăn. Bà nói rằng theo tiếp nghĩ thì việc đánh nhau với quân Tây Sơn, chúa công nên tận dụng những người tài trong nước, đừng nên cầu ở ngoài bang. Sau này thắng lợi không vẻ vang gì đâu, hơn nữa tiếp nghe nhiều điều rối rắm về sau. Những lời khuyên can chân tình như thế mà chú Nguyễn Ánh nghi bà có ẩn ý thông đồng với quân Tây Sơn, ra lệnh giam giữ bà vào hang đá. Hang đá đó nằm về phía tây nam sân bay đảo chính, tức là khu vực cảng Bến Nằm cách đây 15 km. Vừa ra lệnh giam giữ bà xong, ông hay tin quân Tây Sơn ra đến Côn Đảo, Nguyễn Ánh xuống một chiếc thuyền sang đảo Phú Quốc tị nạn. Lúc bây giờ Hoàng Tử Cải mới có 5 tuổi, khóc lóc đòi mẹ. Trong lúc tức giận, chú Nguyễn Ánh đã tóm cổ Hoàng Tử Cải ném luôn xuống biển. Xác của Hoàng Tử Cải đã trôi dạt bên làng có ống, tức là khu vực sân bay. Bà được nhân dân cứu về đảo chính. Rằm tháng 10 năm 1785, tại làng An Hải này có làm một buổi làm cha rất lớn, rước bà sang. Trên đường đi có một tên khiên kiệu lén nhìn dung nhan của bà. Năm đó bà 25 tuổi, sắc đẹp rất là tuyệt trần. Biển thi không ngăn nổi lửa lòng tà dục của mình, lẻn vào phòng bà. Vừa chạm cánh tay bà đã truy hô, dân làng xuống nhau bắt được tên biển thi. Về phần bà cảm thấy cánh tay đã bị nhơ quế, bà tự lấy dao chặt đứt cánh tay, nhờ một bà lão mang đi chôn. Sau đó bà lấy dây lụa thắt lưng tự kết liễu cuộc đời mình. Bà chết, dân làng lập ngôi miếu ở đây rất là khang trang. Đó là thế kỷ thứ 18. Bước sang thế kỷ thứ 19, khi thực dân Pháp chiếm Côn Đảo, cho di dân toàn bộ dân thường về đất liền, ngôi miếu của bà hoang tàn và đổ nát, còn lại ngôi nền. Thời Mỹ Ngụy cho xây ngôi miếu này trên nền của ngôi miếu cũ. Côn Đảo vào ngày 18 tháng 10 âm lịch hàng năm, dân làng Côn Đảo ở đây tổ chức một buổi làm cha rất lớn, vì một buổi làm cha bà đã bỏ mạng tại nơi đây. Người ta nói rằng có lẽ từ câu chuyện này dân gian ta xuất xứ ra câu ca dao mà các bà mẹ thường nuôi con ngủ, là gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Râm là tên của Thứ Phi Hoàng Phi Yến và tên là Lê Thị Râm, Cải là tên của Hoàng Tử Cải thì gọi là Hoàng Tử Hội An. Hiện nay mộ bà đã bị thất lạc, ngôi miếu này ta xây trên nền ngôi miếu cũ, mộ Hoàng Tử Cải bên khu vực sân bay hiện nay vẫn còn. Và đây là điểm kết thúc chương trình hệ thống di tích. Xin thay mặt cho ban quản lý di tích xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng đến tất cả đoàn các anh chị. Và trong quá trình thuyết minh nếu có gì sơ sót thì đồng bảo quản cho.